Hello, xin chào em nha. Và những audio trong video hôm nay, những sẽ tiếp tục và mang đến cho anh em là một loa xịn đề. Và con này là hàng bãi Mỹ anh em, đến từ thương hiệu của Verodine. Đây, mình đang cùng xem chi tiết về loa xịn đề này. Là hàng mà mình bữa vào thôi nhưng mà về hình thức cũng còn cực kỳ là mới dẹp ngang nha anh em, trên 90%. Con này thì nó sẽ có thiết kế là thùng gỗ nha anh em. Đây em thấy là bông gỗ nó lên mà nó rất là đẹp mà. Con này mới được sản xuất vào tầm những năm 2011 thôi nha anh em. Bây giờ hình thức nó còn rất là mới, đẹp keng nữa mà. Đây điểm nhấn con này anh em thấy là mặt trước của nó thì nó sẽ có thêm đây cái miếng mà để mà thương hiệu anh em bây giờ như thế. Và đặc biệt nó sẽ có một cái màn hình lơ luôn nha anh em. Màn hình này để hiển thị về thông số và volume nha anh em. Vì con này loa xịn điện nhưng mà và volume của nó thì nó sẽ hiển thị số. Hiện tại thì mình đang để ở số 45 nha anh em. Ngoài ra khi mà anh em chỉnh mà cắt tần số thì nó sẽ hiển thị thông số ngay tại đây luôn. Và nữa mình sẽ quay chi tiết cho anh em cùng xem. Và điểm chính con này thì con này nó sẽ trang bị ta là một loa sub là bass là 25 nha anh em. Đây màng carbon và gân cao su nha anh em. Đây mình đang cùng xem qua về thông số ở mặt sau của loa sub này. Đây này sẽ đến từ hãng là Verodine. Đây model của nó rất là dài anh em, CHT-MQR-BVE anh em. Con này được sản xuất đây anh em, date là 24 tháng 2 năm 2011 cho anh em. Ở đây anh em sẽ thấy là nút để mà anh em cắt tần số anh em. Đây là hai nút điều chỉnh về volume. Đây là up để là tăng phần down và giảm cho anh em. Còn đây là nút phải đưa vào chế độ chờ cho anh em. Còn phía bên dưới anh em sẽ thấy là đây nó sẽ có cổng out và cổng in cho anh em để anh em để tín hiệu nghe nhạc. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có cổng in này là cổng nếu mà anh em để tín hiệu nghe nhạc mà qua cái đầu dây AV mà gì loa cho anh em. Còn ở dưới là out anh em, thì anh em sẽ ghép thêm những cái loa bên ngoài vào chơi với cái loa này được luôn anh em. Đặc biệt công suất của con này nó là kinh khủng khiếp mà. Công suất con này là đến tận là 300W nha anh em. Đây anh em xem, con này công suất của nó là 300W. Nó là cực kỳ kinh khủng khiếp nhưng mà đây kia là một cái loa sub thôi nha anh em. Con này nó sẽ xài tổng cộng mà đây, 2 dòng điện anh em, 115 và anh em chơi 220, 204. Đây nó sẽ có một cái công tắc để mà cho anh em mà chuyển đổi giữa hai dòng điện anh em. Hiện tại mình đang để điện 230V. Điện mình là người Việt Nam thì xài cái dòng điện này thì nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Đây sẽ quay chi tiết và chỉnh volume thì nó sẽ tăng giảm với số đi trước cho anh em cùng xem. Đây là 45, mình phải mà chỉnh volume cho nó tăng giảm nha. Đây mình sẽ tăng lên thì nó sẽ tăng số lên nha em, rồi mình hơi giảm đi. Như vậy thì nó cũng sẽ cực kỳ tiện lợi để cho anh em khỏe mà điều chỉnh cho anh em tăng giảm volume mà cắt tần số thì nó sẽ hiển thị thông số ra trước hết nha. Mà anh em nào mà chưa quen lắm với một những thông số mà cố định anh em phải mà chỉnh cái số đó. Và nhìn cái màn hình LED này thì nó nhìn nó hiện đại hơn so với những dòng loa sub trước này anh em. Và cuối cùng mà ở căng anh em, ở căng này thì nó là bằng vỏ lưới nha em. Khung của nó là đây rất là chắc chắn thôi nhưng mà đấy, ướm thử cho anh em cùng xem.
Đây. Và giá mình để lại cho anh em cực kỳ là tốt nha anh em. Chỉ với 4.200.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua thì anh em hãy liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại video để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhé. Ok, xin cảm ơn nha. Cảm ơn tất cả anh em và những video sau. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.